vong hồn chết oan sẽ không thể siêu thoát. Địa điểm tại ngôi nhà của gia đình Bochanha, Malaysia, thời gian 12 giờ trưa ngày 26 tháng 3 năm 2015, thông tin được cung cấp. Đoạn video này được máy camera an ninh quay lại. Vào đúng thời điểm này, ngôi nhà đang không có ai ở và đã được rao bán 1 tháng qua. Chủ nhà thì đã dọn đi nơi khác cũng hơn 1 tháng nay. Theo thông tin được cung cấp từ những người dân địa phương, thì cách đó 2 tháng trước, tại đây đã xảy ra một vụ án mạng. Người chết là cô con dâu của gia đình Bochanha này. Nghe đầu con trai họ đã cưới cô ta hơn 2 năm nay, do cô ta không thể sinh con, và từ đó gia đình bên chồng bắt đầu ruồng bỏ cô ta. Mọi việc không đơn thuần như vậy, bên chồng còn có nhiều uẩn khúc nên mới khiến xảy ra sự tình này. Chồng của cô ta đã lén lút quan hệ với cô gái khác dưới sự cho phép của cha mẹ chồng. Với sự ghét bỏ, ruồng rẫy và nỗi nhục này, cô ta đã bị trầm cảm một thời gian, rồi quyết định treo cổ tự tử trong sự căm hận tột độ dành cho gia đình bên chồng. Kể từ sau cái chết của cô ta, mỗi đêm, thậm chí là mỗi ngày, họ đều nghe thấy tiếng đồ đạc, tiếng bước chân và đáng sợ hơn là tiếng khóc, những lời nói thì thầm phát ra từ căn phòng nơi mà cô ta tự sát. Không thể chịu nổi nên bọn họ đã quyết định rời đi và rao bán căn nhà này. Địa điểm tại ngôi trường cũ sắp tháo dỡ ở vùng Amritsar, Ấn Độ, thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2016, thông tin được cung cấp. Đoạn video này được một người dùng có tên Marusha đăng tải trên trang Twitter với dòng mô tả: ngôi trường này đã bị bỏ hoang hơn 2 năm nay và tôi đã nghe đến phát chán về việc sẽ tháo dỡ rồi xây dựng một dự án nào đó, và rốt cuộc mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Không phải ngẫu nhiên mà ngôi trường này bị bỏ hoang như vậy. Theo những gì tôi được nghe từ những lời đồn đại của những người dân, thậm chí là những học sinh đã từng học tại đây kể lại, cách thời điểm này khoảng hơn 2 năm trước, tại đây người ta phát hiện xác của một nữ học sinh chết trong phòng vệ sinh nữ, trên cơ thể không một mảnh vải che thân. Chính quyền đã vào cuộc điều tra, và rồi mọi thứ chẳng có gì xảy ra sau 3 tháng. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi vụ án này cũng chìm vào quên lãng. Điều đáng nói ở đây là kể từ khi xác của nữ học sinh được phát hiện, thì tại chính phòng vệ sinh này, nhiều học sinh cho rằng họ đã nhìn thấy hồn ma của nữ học sinh xấu số đó. Tin đồn ngày càng lan xa, và khởi điểm là sự chuyển trường của 100 học sinh, rồi lần lượt toàn bộ học sinh cũng đã ra đi. Từ đó, ngôi trường chính thức đóng cửa và bỏ hoang đến thời điểm này. Địa điểm tại ngôi nhà của gia đình Khamai, Thái Lan, thời gian 10 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 7 năm 2016, thông tin được cung cấp. Đoạn video này được một người dùng có tên Bunchoja đăng tải trên trang Facebook cá nhân với dòng mô tả: tôi không thể nào quên đi nỗi buồn này. Người chị luôn yêu thương và chăm sóc tôi đã quyết định tìm đến cái chết, chỉ vì thằng anh rể đốn mặt phản bội tình cảm và ngoại tình với con đàn bà khác. Bọn nó sẽ không sống yên được với tôi đâu. Tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào là sự đau khổ. Cũng đã hơn 4 tuần nay kể từ ngày chúng tôi lo xong ma chai cho chị tôi. Hình như trong những ngày này, tôi luôn có cảm giác lạ lùng làm sao. Dường như tôi cảm thấy chị ấy vẫn còn quanh quẩn ở ngôi nhà này. Từ xưa đến nay, tôi luôn tin vào trực giác và linh cảm của mình. Sau nhiều ngày như vậy, và ngày hôm đó, tôi đã quay được một thứ mà khiến tôi phải ngỡ ngàng. Tại ban công sau nhà, nơi mà chị tôi vẫn thường hay ngồi để ngắm mặt trời lúc chiều tà, và tôi đã vô tình quay được khoảnh khắc ấy. Điều này cho tôi biết một sự thật: Dù đã không còn, nhưng linh hồn của người quá cố vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm mà họ đã có khi còn sống. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Ly Kỳ bạn nhé.